Chào các em, chắc rằng các em đều tự đặt ra câu hỏi toán học có vai trò như thế nào trong cuộc sống. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem toán học sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán thực tiễn như thế nào thông qua chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình. Đây là dạng toán rất quan trọng. Trong thực tế chúng ta gặp rất nhiều dạng bài tập như thế này. Cụ thể để giải bài tập này ra sao thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn. Thì có một ví dụ như sau. Gọi x km/h là vận tốc của một xe ô tô. Nhờ vào kiến thức vật lý mà chúng ta đã biết được công thức S sẽ bằng V nhân T, hay nói cách khác quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân với thời gian. Khi đó quãng đường ô tô đi được sau 5 giờ sẽ là 5x km. Tương tự như vậy, sau 6 giờ sẽ là 6x km. Ta dễ dàng biến đổi công thức S sẽ bằng V nhân T. Ta có được công thức T sẽ bằng S chia V. Vậy thì thời gian để ô tô đi được quãng đường 50 km sẽ là 50/x giờ. Và đây là một ví dụ về biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn. Tức là chúng ta sẽ có một ẩn, và dựa vào mối liên hệ với ẩn đó thì ta sẽ biểu diễn được các đại lượng còn lại theo ẩn. Ví dụ số 2. Gọi x là số sản phẩm làm trong một ngày của công nhân. Hãy biểu diễn số sản phẩm công nhân đó làm trong 4 ngày. Số ngày để người công nhân đó làm xong 100 sản phẩm. Đây là bài toán dạng năng suất, thì chúng ta cần nhớ lại công thức. Số sản phẩm làm được sẽ bằng năng suất nhân với thời gian. Vậy thì số sản phẩm công nhân đó làm trong 4 ngày, chúng ta sẽ lấy thời gian nhân với năng suất, chúng ta được là 4x sản phẩm. Tương tự, số ngày để người công nhân đó làm xong 100 sản phẩm sẽ là chúng ta sẽ lấy 100 chia cho x ngày. Từ đây thì các em cần nhớ rằng muốn biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết được mối liên hệ giữa đại lượng đó với ẩn. Các em tiếp tục ví dụ số 3. Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số. Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên đó có được bằng cách viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x, viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x. Đây là một dạng bài toán có liên quan đến công thức cấu tạo số, thì chúng ta cần nhớ lại. Ví dụ như có một số có hai chữ số AB, các em ghi dùng dấu gạch trên đầu sẽ bằng 10 nhân A cộng với B. Vậy thì số tự nhiên x có hai chữ số, khi thêm chữ số 5 vào bên trái chữ số x thì chắc chắn ta sẽ được 5x bằng 500 cộng với x. Tương tự, số tự nhiên x có hai chữ số mà khi thêm chữ số 5 vào bên phải số x thì chắc chắn ta cũng được số x5 sẽ bằng 10 nhân x cộng với 5.
Như vậy vừa rồi thầy đã đưa ra ba cái ví dụ để cho chúng ta nhận biết được biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứ ẩn chúng ta thực hiện như thế nào. Tiếp tục chúng ta sẽ sang mục thứ hai, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Thầy có một ví dụ về một bài toán như sau. Đây là một bài toán cổ chúng ta đã học ở lớp 4. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó? Vâng, đây là một cái bài toán mà các em thấy rằng là bài toán dạng lời văn. Thông thường thì người ta hỏi gì thì chúng ta đặt ẩn là đó. Ở đây các em thấy là có hai câu hỏi, đó là hỏi có số lượng là bao nhiêu con gà và bao nhiêu con chó. Như vậy các em có thể gọi x là số gà căng tin cũng được, hoặc là chúng ta gọi x là số chó. Và các em chú ý, bây giờ thầy sẽ gọi số con gà là x. Đây là số con gà, sẽ là số lượng. Số lượng chúng ta thuộc x phải thuộc là n sao, và đơn vị ở đây là con. Chúng ta quay lại với đề bài tập. Tổng gà và chó có 36 con, vậy số con gà chắc chắn này x phải bé hơn 36. Từ đó chúng ta có được số con chó sẽ là 36 trừ cho x con. Gà thì có 200. Như vậy chúng ta sẽ lấy số chân nhân với số con thì chúng ta sẽ được toàn bộ số chân gà, đó là 2x chân. Tương tự chó thì chúng ta lấy 4 chân nhân với số con chó thì sẽ ra tổng số chân chó. Thì 4 nhân với 36 trừ cho x tất cả chân. Đề bài cho chúng ta có 100 chân chẵn. Như vậy tổng số chân gà và chân chó sẽ là 100, nên chúng ta sẽ có phương trình như sau. Lấy số chân gà là 2x cộng với số chân chó sẽ là 4 nhân cho 36 trừ x chân, chúng ta được 100. Và đây là một cái phương trình cơ bản mà chúng ta đã được học, đã giải được ở những tiết học trước. Từ đó chúng ta áp dụng các phương pháp và tìm ra được giá trị nghiệm của phương trình bằng 22. Đến lúc này các em cần kiểm tra lại giá trị x bằng 22 có thỏa mãn với điều kiện mà chúng ta đã đặt ở trên chưa. Nếu thỏa mãn thì chúng ta sẽ đi đến kết luận. Chúng ta thấy x bằng 22 thuộc tập hợp n sao và x bé hơn 36 thỏa mãn. Vậy số con gà sẽ là 22 con và số chó sẽ là 14 con. Như vậy đây là một bài toán mẫu, thì vừa hướng dẫn trình bày để cho các em quan sát theo dõi. Như để giải được bài toán như thế này thì chúng ta cần phải thực hiện theo các bước lần lượt như sau. Một, chúng ta gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. Hai, biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn. Ba, chúng ta lập phương trình. Bốn, giải phương trình vừa lập được. Năm, kiểm tra nghiệm với điều kiện. Và cuối cùng là chúng ta sẽ kết luận.
Như vậy, để tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình thì chúng ta cần thực hiện theo 3 bước như sau. Bước 1, lập phương trình, gọi ẵng và đặt điều kiện thích hợp cho ẵng. Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẵng và các đại lượng đã biết. Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Trong bước 1 này thì chúng ta thấy quan trọng nhất là các em phải biểu diễn được các đại lượng chưa biết theo ẵng và các đại lượng đã biết. Kế đến chúng ta sẽ sang bước thứ 2, giải phương trình. Bước thứ 3, kết luận. Các em cần kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẵng, nghiệm nào không. Rồi chúng ta đi đến kết luận của bài toán. Và trong hôm nay, thầy đã hướng dẫn các em nhận biết được để biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẵng và các đại lượng đã biết. Xin chào các em.